nhà thay đồ đi ha. Cái gì? Còn phải vô nhà thay đồ nữa hả? Tất nhiên rồi, đi chơi phải mặc đồ cho thoải mái chứ. Mặc váy như vậy làm sao mà đi được? Con Hà nói đúng đó Mạnh Vũ, mặc đồ như vậy sao đi được, phải thoải mái chứ. Con gái nắp dối. Ôi mấy bạn, tự nhiên mình thấy nó bụng quá à. Hay là mình vô bóng vỏ nè ăn ơi. Thôi mệt mệt quá à, đợi chút xíu đi chơi nè ăn luôn. Nhưng mà đừng nghĩ đi, đánh cho nó vô mà lại chơi không nổi. Ấy, Mạnh Vũ. Điều gì? Hình như mình thấy trong quán phở có hai người quen quen. Nói vậy để được ăn cái gì? Bích. Chạy luôn. Mày thấy thì sao? Ngon quá thì ngon luôn. Còn chị? Tớ thấy cũng ngon nữa. Chị, mình ghi lại hai món này nha. Để tao ghi lại cho. Mày kiếm thêm hai món nữa đi. Dạ dạ. Cho một tô gạo một tô gân nữa đi. Ông ơi. Ừ. Chừng nào mà mình đi ra nhà văn hóa học lại vậy? À, chắc quẩn quẩn vài bữa nữa mới đi học được. Dạo này sao nhà tôi có chuyện hoài. Nhà ông á, ai cũng làm gì những điều mà tôi không hiểu gì trơn. Cái gì mà cứ cầu vòng là sao? Bà ơi, con biết đó nhà. Hả? Con biết. Ông nói cho con biết hả? Dạ, ông thương con nhất đó nhà. Hay nha. Ông thương Ngọc Yến cho nên cái gì cũng nói với Ngọc Yến. Trong khi bà nè, không nói cho bà biết một chút xíu nào hết trơn á. Có đâu, Ngọc Yến bị giỡn chơi vậy thôi chứ tôi không biết cái gì đâu. Con biết thiệt mà. Ừ, con biết. Vậy là hai ông cháu hè nhau giấu bà phải không? Dũng á, Dũng á, con ông ơi, à? Con đi chơi với mấy bạn nha ông. Ờ, con đi đâu? Dạ, con ra ngoại thành. Ngoại thành? Ngoại thành là cái gì? Dạ con cũng không biết nữa, nhưng mà con nghe mấy bạn nói á, ở ngoài đó vui lắm. Với lại ông ơi, ở ngoài đó ta có thể nhìn thấy được cầu vòng nữa đó. Có cầu vòng hả? Đi nhanh nhanh đi. Dạ. Cầu vòng. Sao lâu dữ vậy? Chào mấy bạn. Chào mấy bạn. Sao bạn lâu vậy? Xin lỗi nha, tại mình còn phải đợi Hoàng Lan nữa. Hôm qua mình không có gặp ba, hôm nay nhìn thấy ba nên đứng lại chơi chút xíu mà. Thôi đi. Đi cái gì mà đi? Ở đây vẫn còn thiếu Thu Hà mà. Đúng rồi đó, Thu Hà chưa tới mà. Lúc nào cũng là người chậm chậm. Thôi ráng đợi chút xíu đi. Xin lỗi mấy bạn nghe, tại mình không biết chọn bộ nào cho đẹp hết á. Thôi không sao đâu, tụi mình cũng mới tới à. Đi được vô. Thôi tụi mình đi. Ừ, đi. Ủa, ở đây là ngoại thành đó hả? Mà tụi mình mới đứng ở khúc ngoài à. Đi vô trong chút xíu nữa, có biển đẹp lắm. Ủa, Mạnh Vũ, đây là trạm cuối của xe buýt rồi hả? Chưa đâu, còn phải hai trạm nữa mới là trạm cuối. Tụi mình mà vô trạm cuối đi ngược lại, xa dữ lắm. Mạnh Vũ coi vậy mà cũng biết nhiều quá ta. Chứ sao, mình mà không biết thì ai biết cho được. Với lại lúc trước ba mình có làm gần ở đây. Tụi mình đi tiếp tục được chưa?
mình đói bụng lắm rồi nè. Ừ thôi, tụi mình đi tiếp nha. No luôn. Quá trời món luôn. Coi nè, 1, 2, 3, 4. Trời ơi, 20 mấy món lận cho ru. Trời ơi, có bao nhiêu món á chị ghi đó hết rồi. Kêu không nhiều sao được. Mà chị nhớ hình dáng màu sắc của mấy món này chưa? Yên tâm, tao dùng phép thuật lưu trữ hết rồi. Dạ. Bây giờ làm gì nữa rồi? Về ngủ đi ha. Ngủ gì mà ngủ. Bây giờ phải thiết kế thực đơn nè. Ủa, phải thiết kế nữa hả? Ừ. Ta ghi đại ra đưa người ta là được rồi. Không có được. Đã làm á phải làm cho đàng hoàng. Nhất định cửa hàng của mình sẽ là cửa hàng thiệt phong cách luôn. Cho đúng ha. Rắc rối quá vậy. Trời. Giờ mày có làm không? Nói thiệt cái chị á, thiết kế thực đơn là cái gì em còn không biết nữa. Kêu em làm gì? Thì bây giờ mày đứng đây nè. Mày đóng góp ý kiến thôi cũng được nữa. Ý kiến còn nữa hả? Ờ. Đừng có la có đánh ta nữa không đó. Rồi đi. Sao hỏi chồng ra đây chơi thôi, mình không ra đâu, mình ở đây ăn xong rồi mình ngủ luôn. Chỉ là một tờ giấy với mấy cành cây mà cũng có thể bay cao như vậy sao? Còn cao hơn lúc mình bay trên chổi nữa. Đúng là không thể coi thường con người được. Sorry, ở ai cho này vui không? Vui lắm. Ủa mà Mạnh Vũ hả, sao lúc ở trên thành phố á mấy bạn không chơi trò này đi mà để ra tới tận đây mấy bạn mới chơi? Không có được, trên thành phố cây cối nhiều lắm, với lại dây điện chằng chịt nữa, mình không thể dìu được đâu. Dìu mà dưới như chổng hả là đi luôn á. Ủa vậy sao mình không điều khiển hướng gió của nó? Không có được, lúc mà còn dìu ở thấp thấp á thì còn điều khiển được, chứ mà lên cao khó điều khiển lắm. Thả nhiều thì vui, nhưng mà nắng quá à. Mình cũng thấy là hơi chán rồi đó. Hay là bây giờ tụi mình kiếm trò gì hoạt động chút cho vui đi. Hoạt động hả? Ừ. Vậy mình đi nhà banh nha. Nhưng tụi mình lớn rồi, ai mà cho vô chơi nhà banh chứ. Với lại, chồng nói tài con nít không à. Có gì đâu mà kỳ, bộ đi nhà banh cũng phân biệt lớn nhỏ nữa hả? Mà chắc Suri cũng chưa chơi nhà banh đâu, mình cho Suri đi thử. Ừ. Mình cũng khoái nhà banh lắm á. Được đó nha. Vô trong đó hả? Mình tha hồ mà đánh Mạnh Vũ. Thử coi. Thôi tụi mình kéo dìu xuống đi. Ừ. Ê, nhưng mà cậu lấy hồ, mình có cần kéo lấy hồ vậy luôn không? Thôi, để cho lấy hồ nó ngủ đi. Tụi mình đi. Thôi, mấy bạn đi đi. Để mình đi mua nước cho. Ừ. Mạnh Vũ là ở đây hả? Ừ, nhà banh cầu vọng. Cầu vọng là cái này. Ừ, nói đó, cầu vọng đó. Thôi, tụi mình đi. Ừ. Ừ. Thì ra đây chính là gốc của cầu vọng. Mình phải nhanh chóng báo cho ông và ba mẹ biết mới được. À. À. Ừ.
Ăn nhiều đi. Bánh này là của em mua đó. Ăn nữa nha. Chắc ba bệnh quá hai đứa. Ủa? Ba bệnh sao vậy ba? Ba cảm thấy ớn lạnh quá. Ồ, hay là ba đi leo núi đi ba. Giống như con vậy đó, khỏe hẳn ra đó ba. Bệnh gì hai đứa chứ leo núi gì mà leo núi. Ủa, sao lại là hai tụi con ba? Lớn già đầu mà đúc nhau nhí nhí nhí. Ớn. Bệnh như Suri nó gọi ba. Dạ. À, ông đi. Dạ, ông ơi, con tìm được gốc của cầu vồng rồi. Đi hả? Tìm được rồi hả? Dạ, ông đến đây lẹ lên ông. Đó đâu vậy, vị trí nào? Dạ, con cũng biết nữa. Con đang ở cái chỗ gọi là ngoại thành đó. Hồi nãy con đi xe buýt tới nên con cũng không biết đường. À, hay là ông bây giờ lần theo dây chuyền của con á, mà tới đây nha ông. À, rồi, 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 rồi. Ông tới liền, tới liền. Dạ. Ơi bác, bây giờ mình tới chỗ Suri bằng cách nào bác? À, không biết rõ vị trí thì ra không phải biến đến đó được, mà chắc là phải cởi chổi thôi. Bay bằng chổi hả ba? Nhưng bây giờ là ban ngày, lỡ con người nhìn thấy được thì sao? Dạ. Đành vậy chứ biết phải làm sao bây giờ. Phải tìm ra cho bằng được ruột của cậu dòng. Các con chuẩn bị đi. Ba, có cần lên lầu kêu dê dê xuống không ba? Không. Em không muốn qua hằng đen nhìn thấy nó. Trời ơi, em buồn ngủ lắm rồi đó chị. Gần xong rồi. Chà đâu. Nè. Được không? Được hả? Gì vậy chà đâu? Hả? Ủa sao giờ này tụi nó cởi chở đi đâu vậy ta? Bám theo cho luôn. Đi. Mấy cái bành đó đủ thứ màu hết, giống như cầu vồng vậy. Chắc là ruột trứng cầu vồng là một trong mấy cái bành này. Chắc là gần đây thôi, tín hiệu rõ lắm. Ba, thấy hồ nằm kia kìa ba. Nó bị tấn công hả ba? À không, ba nghĩ là nó đang ngủ thôi. Ủa, sao mọi người lại ở đây? Ông đang làm mà diễn sinh trong tập với chúng mọi người. Đây là, quét hả? Quét. Qua ngã này, con có thấy Suri đâu không? Dạ, Suri với mấy bạn đi chơi nhà banh rồi. Nhà banh hả? Dạ. Để con dẫn mọi người tới đó nha. Chị làm như nãy giờ gọi là vệ sinh công cộng. Ba nghe bà Hoàng Lan nói lần nãy là như vậy đó. Đi gì mà xa quá, mệt ghê vậy đó. Tao nghĩ chuyện này có liên quan đến cầu vồng. Đi chơi luôn. Đau quý vị. À, mình biết rồi.
đâu đâu, cầu vồng đâu? Dạ, chỗ đó đâu? Đúng rồi ba, cái đó là cầu vồng đó. Suri, con tìm được rồi cầu vồng chưa? Dạ chưa mẹ, nhưng mà con thấy ở trỏng á, có quá trời trái banh nhỏ xíu vậy nè, nhiều màu lắm. Con nghĩ là thế nào rùa cầu vồng cũng nằm trong một trong những trái banh đó đó mẹ. Dạ, ờ, trái banh nhiều màu sắc hả? Dạ. Ba nghĩ là Suri nó không sai đâu. Chúng ta phải vào đó thôi. Đi vô đó đó hả ba? Ừ, nào, đường nào vô? Dạ, đường đó đó ông. Nhưng mà trước khi vô mình phải mua vé. Mua vé? Dạ. Mua vé ở đâu? Dạ, đây nào. À, bác cho tôi muốn vé. Chỉ có một đứa nít không ạ? À, đứa nít gì? Ba người lớn. Không được đâu ông ơi. Ừ. Chỗ này chỉ dành cho con nít thôi. Chỉ dành cho con nít thôi hả? Dạ. Đúng là rùa quả trứng cầu vồng không dễ kiếm chút nào. À, không có ngoài này. Dạ không. Dạ dạ, mời chú anh chị rồi vô. À, dạ. À, cảm ơn, cảm ơn. Dạ dạ. Đi. Ủa sao sáng giờ không thấy Hoàng Lan đâu hết ạ? Dạ nó xin ra ngoài thành chơi với mấy đứa bạn rồi mẹ. Chị đi mà không rủ con gì hết trơn. Rồi để mai mốt ông với bà sẽ dẫn con đi chơi nha. Dạ. Con đi nha mẹ. Ủa, ủa đi đâu? Ờ, con tính ra ngoài cửa hàng dọn dẹp một chút để mai bán lại. Có đi nhậu không đó? Thì qua rủ con luôn đi làm vài ly chứ sao. Chắc không được đâu. Sao không được mẹ? Tại vì cả nhà Suri đi đâu rồi á. Hồi nãy mẹ qua thấy nhà khóa cửa mất tiêu rồi. Vậy thôi để con ra cửa hàng luôn. Ủa mà nhà bên đó đi đâu thiệt hả mẹ? Cả nhà Suri đi đâu vậy mẹ? Chắc đi coi cầu vồng á. Sao cả nhà Suri lại kéo vô đó ta? Em suy nghĩ nãy giờ quá trời luôn mà cũng không biết nữa. Mà sao cái nhà đó giống cái cầu vồng quá ha. Cái tên cũng giống nữa kìa. Đúng rồi, cầu vồng. Đó, à, cầu vồng. Thay tay nhanh lên, đi đi. Ba ơi, trong này hỗn loạn quá. Chia ra mỗi đứa một góc để tìm cái ruộng cầu vồng. Dạ. Mà ở trong đây một đống banh vậy biết cái nào là ruộng cầu vồng mà tìm quá. Thì ruộng cầu vồng mà cái bóng đó nó phải có gì đặc biệt chứ. Cứ tìm đi, phải cái gì khác lạ là kính ném lên cho ba. Ba để thử cho có ruộng cầu vồng là biết ngay. Dạ. Ờ, Suri, con cũng xuống chơi với các bạn đi. Nhưng mà nhớ đừng để cho các bạn chú ý ông và ba mẹ nha chưa. Nếu biết cái gì khác lạ là cũng ném lên cho ông. Dạ, con biết rồi ông. Rồi, tản ra đi, tản ra đi. Dạ. Sao bạn lâu vậy? Là mày bị tấn công dữ dội quá trời luôn. Về giờ phản công. Trái này lạ nè. Trái này cũng lạ nữa. Ủa sao trái nào cũng lạ vậy? Ba ơi ba, trái nào cũng lạ hết trơn á. Ba coi nè. Trái nào cũng lạ nữa. Ôi, đạt quả rồi. Coi cho nó đạt quả. Mấy trái này giống nhau quá. Cái này cũng giống nhau nữa. Sao mà tìm đây tùm lum hết vậy? Ba ơi. Ờ. Giống nhau nhiều quá hay là ba thử hết đi ba. Nè. Trời. Mẹ. Mình vô trong đó làm gì vậy? Con nghĩ á là một trong những trái banh nó có ruột trứng cầu vồng đó. Bây giờ tìm mọi cách á là phải tìm mới được. Sao chị biết? Tao đoán thôi.
Em thấy mấy cái banh trong này có khác gì mấy cái banh bình thường đâu. Cái thằng này sao mày lý sử quá à? Đi vô tìm. Nhưng mà gia đình Suri trong nó đầy hết rồi, vô gặp mình sao? Thì bây giờ nếu mà gặp á thì né, hiểu không? Đi.